anh chơi cho tất cả các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các em chơi một trò chơi mới thuộc loại shooting game nha các em. Trò chơi mang tên Speedboat Shooting. Nghe thấy cái tên này thôi là chúng ta đã biết là trò chơi này thuộc loại bắn súng cũng như là bắn trên thuyền phải không nào? Nào bây giờ chúng ta hãy cùng start game để thử xem trò chơi này có hợp gì hấp dẫn không nha. Start. Đó. Như vậy là chúng ta hãy cùng chơi một con này 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 chơi